là Annie đến từ công ty tư vấn du học Inspiral. Đại học James Cook Singapore một lần nữa vinh dự nhận được chứng nhận EduTrust Star danh giá. Đây là lần thứ 3 trường đạt được sự công nhận này nhờ các tiêu chuẩn học thuật xuất sắc và cam kết hướng đến sự xuất sắc. Điều này nhằm tái khẳng định cam kết về chất lượng của trường. Giáo sư Chris Rupp, OBE, Phó Hiệu trưởng kiêm Giám đốc JCU Singapore cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự khi lần thứ 3 nhận được chứng nhận EduTrust Star. Chứng nhận này là minh chứng cho cam kết của trường trong việc cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao và hỗ trợ sinh viên xuất sắc. Chúng tôi tự hào về đội ngũ giảng viên, nhân viên và sinh viên tận tụy của mình, những người đã góp phần đưa JCU trở thành một tổ chức giáo dục đại học hàng đầu tại Singapore. Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới và thích ứng để đáp ứng nhu cầu thay đổi của sinh viên, đồng thời cung cấp kiến thức, kỹ năng và sự tự tin mà sinh viên cần để thành công trong lĩnh vực đã chọn." Đây quả là niềm vui lớn của Đại học James Cook Singapore vì trường là một trong số ít những trường tại Singapore đạt được chứng nhận danh giá này, nên các bạn sinh viên theo học tại trường hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng đào tạo cũng như bằng cấp được nhận sau khi tốt nghiệp. Các chương trình đào tạo và học phí của trường năm 2023 thì mình sẽ để dưới phần description video này nhé. Và hiện tại trường cũng đang có học bổng hấp dẫn lên đến 100% học phí cho kỳ nhập học tháng 7 năm 2023, và chi tiết cũng sẽ nằm ở dưới phần description của video này nhé. Trên đây là những thông tin cần thiết về du học Singapore. Annie hy vọng rằng sau video clip này các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích hơn cho mình. Nếu các bạn có thắc mắc gì về du học các nước, các bạn có thể liên hệ với công ty tư vấn du học Inspiral tại địa chỉ tòa nhà Nam Việt số 9 Phan Kế Bính, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc thông qua số hotline 0943556128 hoặc qua email info@inspiraledu.com. Xin chào và hẹn gặp lại.